Sáng nay, 16 tháng 9, Huyện ủy Cần Giuộc tổ chức gặp gỡ doanh nghiệp nhằm thông tin tình hình kinh tế xã hội và kế hoạch phục hồi sản xuất kinh doanh. Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An ông Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ông Nguyễn Minh Lâm đến dự. Đến nay thì tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện cơ bản được kiểm soát, chuyển từ một huyện mức vùng nguy cơ rất cao sang vùng nguy cơ, từ vùng đỏ sang vùng vàng và nỗ lực giữ vững thành tích chống dịch, đưa hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và người dân sớm trở lại trạng thái bình thường mới. Tại buổi họp mặt, các doanh nghiệp cảm ơn lãnh đạo tỉnh và địa phương đã có nhiều chính sách hỗ trợ, quan tâm kịp thời đến doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cũng kiến nghị một số vấn đề về chính sách giãn nợ, giảm lãi suất, tăng cường vốn vay, cách giải quyết cho người lao động trở lại làm việc, nhất là lao động ở thành phố Hồ Chí Minh. Công tác vận chuyển, giao nhận hàng hóa, việc đi lại của công nhân. Các doanh nghiệp mong muốn được tỉnh ưu tiên sớm triển khai tiêm vaccine mũi 2 cho công nhân, hỗ trợ tăng cường xét nghiệm tại doanh nghiệp, v.v. Phát biểu tại cuộc họp mặt, ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy, biểu dương Đảng bộ và chính quyền huyện Cần Giuộc, lãnh đạo nhân dân đạt kết quả tốt trong phòng chống dịch, từng bước đã ngăn chặn dịch bệnh trên toàn huyện. Cuộc gặp gỡ với doanh nghiệp là động thái rất tích cực trong việc phục hồi sản xuất sau dịch. Qua đây, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các doanh nghiệp cần thận trọng từng bước để khôi phục sản xuất. Các doanh nghiệp cũng cần có sự chủ động trong công tác phòng chống dịch, phát huy y tế tại chỗ, chủ động thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Tỉnh sẽ nỗ lực tăng tốc tiêm mũi 2 cho công nhân sớm. Giai đoạn này thì mong quý vị hết sức thông cảm giúp cho hai cái việc. Một là chuyên gia, một nếu đã làm ở đây thì là phải ở đây. Hai là chỉ đạo thang từ xa thành phố. Tổ chức đưa đón lao động thì phải là một cung đường hai điểm đến để chúng tôi mới kiểm soát được dịch. Thì sau cái giai đoạn mà 15 tháng 10 đó thì tùy theo tình hình, nếu như chúng ta khống chế được cái dịch này tốt hơn nữa thì chúng ta mở cửa toàn bộ nền kinh tế thôi. Và lúc đó chúng ta, nếu không gì thay đổi, thì trong cuối tháng 9 này thì chính phủ sẽ cấp toàn bộ cái vaccine để phủ cái mũi 2 cho vùng đỏ và phủ mũi 1 của vùng xanh. Thì như vậy toàn tỉnh Long An sẽ được phủ 2 mũi. Thì lúc đó chúng ta có thể nói là chúng ta đi vào cái trạng thái bình thường mới. Tỉnh cũng ghi nhận những kiến nghị, ý kiến góp ý của các doanh nghiệp, đồng thời cho biết sẽ chỉ đạo các sở ngành tập trung tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp. Với những vấn đề liên quan vượt quá thẩm quyền, tỉnh sẽ tập hợp và có văn bản kiến nghị đến Thủ tướng.